Ok, chào các bác. Kênh Chim Cú Gáy Hay cũng ra Tết thì cũng rất là bận về một số cái lý công việc. Clip cũng có một phần là không đăng thường xuyên đều đặn, thì hôm nay mình cũng xuyên có một cái đầu năm cũng có cái lý do là sinh nhật con gái. Thì tới đây sinh nhật con gái thì mình sẽ dành cho một fan, một ai khách hàng nào đó theo dõi kênh Chim Cu Gáy Hay năm 2019. Đây là một đôi chim non thổ nhá các bạn nhá, đây là một đôi chim non thổ đấy. Đấy, bố mẹ thì là đồng và con thì nứa, thì ra đồng nhiều, nứa thì ra chạm đồng ít. Và mình sẽ để cho các bác hữu nghị với một cái giá ưu đãi. Bình thường với những đôi của bố mẹ này có thể giá có thể lên rất cao đó, nhưng với những đôi chim như này mình gần như khuyến mại, mình sẽ để cái giá niêm yết là 500.000 đồng chưa bao gồm vận chuyển. Và đây là quy trình mình đang thực hiện bón, bởi vì là mình mới bắt lên được từ hôm qua, và đầu năm 2019 mình cũng muốn tri ân khách hàng, cũng muốn nhân tiện cái dịp sinh nhật con gái, mình cũng sẽ thỉnh thoảng mình cũng sẽ có những cái tri ân dành cho những khách hàng của mình. Biết há mồm rồi nhé. Đây là con mái này. Con mái thân thiện hơn. Con trống này. Các bạn mua loại này về bón chim khách thì tuyệt vời luôn. Tầm này ấm áp rồi, các bạn mua chim bón về là hợp lý. Con này cũng biết há mồm rồi này. Đó, con trống cũng thân thiện này. Đó. Đây nha. Mới bắt lên 2 hôm mà đã bón đã biết nhúc tay rồi này. Đây là một đôi chim dành cho một khách hàng nhanh nhanh tay nhanh mắt, và nên nhớ là các bạn phải chuyển tiền trước khi nhận đôi chim này, bởi vì đôi chim này là đôi chim thổ đồng đó, bố mẹ thổ đồng, và mình khẳng định là rất là hay, móng ngỗng phấn hồng giống chim của mình biết các lứa anh chị của nó mình đều biết, rất là ok. Các bạn nên cố gắng là theo dõi kênh và nhanh tay, ai là người chuyển khoản trước tôi sẽ chuyển cho người đó đó, ai là người chuyển khoản gọi điện trước tôi sẽ chuyển cho người đó. Đó. Các bạn thấy một đôi chim rất là đáng yêu. Đó. Thì mình dùng cái xi lanh này mình mớm cho nó rất là nhanh há mồm. Các bạn dùng cám gà, các bạn ngâm một khoảng 10 phút cho các bạn bón cho nó thôi. Đấy, các bạn nhìn há mồm rất là tốt. Kênh của mình thì bán rất nhiều chim bón, chim non các bạn nhé. Các bạn thấy không? Mình huấn luyện thế này thì mấy mà lên chim khách thôi. Những con chim mà nó biết há mồm là rất tốt các bạn nhé. Các bạn đưa ngón tay kẹp cái này này. Đó. Mọi vấn đề các bạn liên hệ là 033 5305982. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Chim Cú Gáy Hay của đồng chí Thao Chim Cú Gáy. Và đây là một đôi chim hết sức đặc biệt. Mình sẽ nhân dịp sinh nhật con gái, nhân dịp sinh nhật đầu năm 2019, mình sẽ tri ân cho các bạn giá rất là khuyến mại, rất là hợp lý cho các bạn yêu thích nuôi chim bón.